bên ngoại á hứa với em là sẽ để em ở chỗ cao khô ráo, nhưng mà tới hồi mà đem em xuống á thì cái chỗ đó ngay cái đường nước nước nè. Em nói thật sự là em muốn đưa em quan tài em về ngay lúc đó luôn, không muốn để em nó nằm ở đó. Dạ, Công Trần xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn ở trong và ngoài nước. Thì hôm nay Công Trần đã tiếp tục tìm hiểu về tận nhà của bé trai 18 tháng tuổi thì trong thời gian vừa qua thì bị bạo hành ở tại Long An này các bạn. Thì mình sẽ đến đây để nghe thực sự cái câu chuyện có đúng hay không. Vì Công Trần mới chia sẻ một cái clip lên em bé nằm dưới mộ ở dưới cái khu vực vườn trồng thanh long. Phải nói là rất tội nghiệp, mưa gió thì là tầm tã. Nên vì vậy cho nên là mình nghe được thông tin là gia đình bé không có điều kiện bên ngoại chia sẻ như vậy. Nên vì vậy cho nên cũng hy vọng là cộng đồng mạng trong thời gian tới thì để giúp mà em bé này để xây dựng cái ngôi mộ lên. Thì trong cái ngôi mộ thì ông ngoại, gia đình bên ngoại chia sẻ thì khoảng hết 10 triệu. Vì vậy cho nên là Công Trần đã đến đây để tìm hiểu thực sự cái hoàn cảnh của gia đình bên nội của ba của bé thực sự là có đúng như những gì mà bên ngoại chia sẻ không. Vì anh chào em, thì hôm nay anh cũng chờ từ sáng giờ, thì anh cũng giờ em mới đi làm về. Thì em cho phép cho anh hỏi thế này, bởi vì anh cũng mới đăng một cái video lên ở bên ngoại là chính cái vườn thanh long á, là cái nơi vị trí chôn cất con trai của em là 18 tháng tuổi trong vài ngày vừa qua. Thì anh được biết là bên ngoại chia sẻ là gia đình thuộc dạng là khó khăn, cái thứ nhất. Cái thứ hai là em cũng không có công việc ổn định lay ở chỗ này mai chỗ đó. Cho nên vì vậy cho anh đến đây để cái thứ nhất là anh muốn biết thực sự cái hoàn cảnh của mình có đúng khó khăn như vậy hay không, có để đủ khả năng để xây một cái ngôi mộ cho em bé hay không, hay vì lý do nào khác mà tại sao phải để em bé nằm ở dưới mộ như vậy. Ở cộng đồng mạng hiện nay người ta cũng đang lên tiếng, đang bình luận và nhắn tin hỏi điện cho anh rất nhiều. Thì anh mong em có thể là em cho anh hỏi là cái câu chuyện cụ thể làm sao. Em tên là gì nhỉ? Em tên Tâm. Em tên Tâm ha. Rồi. Em có thể chia sẻ cho cộng đồng mạng được biết rõ cái câu chuyện này. Cái sự việc là lý do mà em để bé nó nằm như vậy á, là do lúc ban đầu á là em cũng có dự định là đưa bé nó đi thiêu xong em gửi cốt vô chùa, nhưng mà bên phía gia đình bên ngoại không đồng ý, nói là chôn. Với lại sau một hồi bên em với mẹ em nói chuyện với nhau thì nói thôi cứ tạm thời để em nó nằm ở đó đi, rồi mai mốt đem em cải táng, em đem em theo em đem gửi vô chùa. Nhưng mà bên ngoại á hứa với em là sẽ để em ở chỗ cao khô ráo, nhưng mà tới hồi mà đem em xuống á thì cái chỗ đó ngay cái đường nước nước ngập. Em nói thật sự là em muốn đưa em quan tài em về ngay lúc đó luôn, không muốn để em nó nằm ở đó. Nhưng mà cũng đã lỡ tới rồi, cho nên một số điều kiêng kỵ trong tâm linh, cho nên là cũng phải để em nó nằm ở đó tạm. Thì cũng sắp tới là em cũng có đó bên bàn bạc và cũng có nói chuyện với bên ngoại rồi, là em với mẹ sẽ cải táng đưa em đi thiêu và gửi cốt vào chùa. Anh được nghe một số thông tin là gia đình thuộc dạng khó khăn, cho nên vì vậy nên không có đất chôn, cho nên vì vậy mới chôn ở khu vực nhờ nhà bên ngoại. Anh nghe như vậy cũng thực sự là cũng rất đau lòng. Cho nên bên ngoại cũng chia sẻ là trong thời gian tới thì hy vọng là mọi người sẽ chung tay góp sức để xây dựng một cái ngôi mộ khang trang cho bé. Chi phí là hết khoảng 10 triệu đồng. Thì thực sự anh đến đây thì anh không nói là nhà em có điều kiện hay kinh tế gì đó, nhưng thực sự là em có một cái công việc làm, anh được biết là cái rất ổn định và rất tốt, và cũng có nhà cửa ở noi tử tế, đúng không ạ? Thế vì vậy cho nên những cái thông tin như vậy thì em nghĩ làm sao? Những thông tin đó là hoàn toàn sai sự thật, đúng không? Yeah. Anh đến đây thì thực sự là đây là có nhà có cửa, đúng không ạ? Yeah. Cô chú anh chị và các bạn là mọi người có thể nhìn là đây là cũng có nhà cửa, mình cũng không tiện quay hết một cái căn nhà lên để cho cô chú anh chị biết. Nói chung là cũng gần đường, đúng không ạ? Yeah. Có công việc ổn định, yeah, đó. Nhưng mà những cái từ mà để như vậy để nói lên đấy, thì vì vậy cho nên là cộng đồng mạng người ta cũng rất thương, rất thương cảm cho em bé này, thương cảm là em bé gọi là sinh ra đã không được may mắn vì không được cả cha cả mẹ nuôi, đúng không ạ? Mà vì vậy cho nên đã để người mẹ đưa đi sống trong cái phòng trọ như vậy và để người cha như vậy. Đến giờ phút này thì thực sự là em bé khổ từ nhỏ, đúng không ạ? Đến giờ phút này thì nằm trong cái vũng nước như vậy. Bản thân anh là ngày hôm qua anh lội cả giày cả nước, đúng không? Ngập lưng ống quần.
mà anh nói thật sự là không phải người thân của anh, nhưng mà anh rất xót xa cho cái trường hợp như này. Em vậy là khi chôn em bé là em có được biết trực tiếp ở đấy không? Em có mặt không? Có, nhưng mà cái lúc mà đào huyệt á thì Em không em chỉ biết. nghe nói là ở dưới đó, thì em biết ở đó thôi, nhưng mà em không biết chính xác là chỗ nào. Khi đến mà đưa bé đến rồi em mới biết, thật sự biết chỗ Trời là ơi. chỗ trũng nước như vậy. Cái chỗ thực sự là cái chỗ trũng nhất, theo anh được biết là cái chỗ trũng nhất, chứ không phải là một cái chỗ trũng chỗ cao. Toàn nước là nước, bốn vòng quanh toàn nước thôi. Nhìn em bé nằm ở giữa đó thực sự là rất tội nghiệp. Đó. Bản thân anh thì anh nhìn anh rất xót xa, không phải người nhà của anh thời điểm bây giờ. Nhưng mà ai nhìn cũng thực sự là rất nước mắt. Những cái câu chuyện phải nói là vô cùng xúc động. Bởi vì em bé 18 tháng tuổi thì không biết gì. À, theo như em thì trong thời gian vừa qua thì 18 tháng này em đã gặp em được nhiều lần chưa, trong những ngày vợ vợ chồng chia tay? Thời gian đầu mà lúc mà vợ chồng của em mới ly hôn thì cũng 4 5 tháng sau đó thì em vẫn thăm con, vẫn gặp được con bình thường. Nhưng mà khoảng thời gian trước Tết 1 2 tháng thì bắt đầu từ thời gian đó là bên phía mẹ là ngăn cản không cho em gặp con. Rồi mới 1 tháng gần đây là ẵm bé đi, nghe nói là ẵm bé đi Bến Lức, là lúc đó em có cho người tìm, thậm chí em có nhờ những mấy anh quen làm bên công an hỗ trợ tìm, nhưng mà mẹ bé đem lên đó thay tên đổi họ thì họ tìm không ra. À, giấu hết, bạch vô âm tín luôn. Dạ. Vì vậy cho nên là chứ không phải là cái hoàn cảnh mình thực sự để khó khăn đến mức độ mà không phải không nuôi được con mà phải để cho người mẹ ôm con đi như vậy, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. À, cộng đồng mạng thời gian vừa rồi thì rất nhiều người nói lên tiếng là lý do tại sao người cha gia đình bên nội nghèo đến mức độ mà không nuôi được con mà phải để người mẹ ôm con đi để ở phòng trọ mà để cho người cha dượng bạo hành như vậy. Mẹ em á là có thường xuyên liên lạc với mẹ của bé. À. Có nhiều lúc mẹ bé nói á, là mẹ ơi, con hết tiền mua sữa rồi, mẹ cho con 2 triệu để con mua sữa cho bé. Nhưng mà mẹ em nói á, mẹ cho con cũng được, nhưng mà bây giờ mẹ đâu biết con làm cái gì đâu. Đúng. Bây giờ con giao bé cho mẹ đi, rồi mẹ sẽ hỗ trợ tiền cho con. Còn còn nếu mà con sợ xa em thì bây giờ con về ở với mẹ, mẹ chăm em, rồi con đi làm, mẹ cho con chỗ ở, rồi con tiền con muốn làm gì con làm, còn em để mẹ lo. Mà không chịu. Không chịu luôn. Dạ. Nếu thời điểm trước mà vợ của em mà quyết định không nuôi con mà đi theo một người đàn ông khác mà gửi lại con cho em thì em có sẵn sàng không? Việc đó em sẵn sàng ngay từ đầu, em muốn giữ con lại nuôi, nhưng mà mẹ không chịu. Rồi bên theo luật của tòa án thì ba dưới 36 tháng tuổi phải theo mẹ. Đúng, anh cũng nghe được rất nhiều thông tin như vậy, cho nên là anh đến đây thực sự là anh rất giật mình. Vì hoàn cảnh của mình điều kiện như thế này thì thừa nuôi một em bé, đúng không ạ? Nhiều thì không nói nhưng mà thừa nuôi. Mà để cho người mẹ nuôi về đem về đó thì anh nghe được rất nhiều thông tin những người dân ở đó chia sẻ thì thường xuyên bị người cha dượng và người mẹ của mình, chính bản thân người mẹ và người cha dượng có nhiều khi bức xúc rồi có thể tát em bé, có thể là những cái tiếng na dày gọi là hăm dọa em bé 18 tháng tuổi này rất dữ, cho nên vì vậy cho nên là thực sự là rất xót xa. Mà hàng xóm đấy thì người ta không dám lên tiếng, vì theo thông tin mà được anh được nắm được thì người đàn ông là người cha dượng này cũng không phải là người hiền đến mức độ mà như người ta nghĩ, cho nên rất nhiều người rất sợ hãi. Vì vậy cho nên anh đến đây để thực sự là đến cái câu chuyện như thế này thì anh được biết là cái câu chuyện phải nói là vừa qua thì rất đau lòng. Em có lời nào muốn nhờ cộng đồng mạng chia sẻ đính chính cái thông tin là gia đình mình không cần tiền của Mạnh Thường Quân, không nhận để hỗ trợ những cái khoản trong thời gian tới không? Em là Tâm, cha của đứa bé 18 tháng tuổi bị nghi vấn bạo hành. Em xin cam đoan gia đình của em thừa điều kiện để lo cho bé, thừa điều kiện để nuôi bé, thậm chí bây giờ bé đã nằm xuống rồi vẫn thừa điều kiện để lo cho bé an nghỉ đến giấc cuối cùng. Rồi, anh cũng cảm ơn cái cuộc chia sẻ của em rất nhiều. Dạ. Kính chúc em cùng với toàn thể gia đình nhé, trong thời gian tới để cố gắng vượt qua cái nỗi đau này nhé. Thì thôi thì chuyện nó đã gọi là đã qua rồi, bây giờ hiện nay thì mình cũng chờ cơ quan công an người ta giải quyết. Rồi xem đến đâu thì cũng hy vọng là cộng đồng mạng chia sẻ những video như thế này để lấy lại sự công bằng cho những em bé, cho con của em và cũng như tất cả những con của những người khác trong thời gian tới nhé. Rồi chúc em mạnh khỏe ha. Rồi con chào cô ha. Dạ. Yeah.